đoàn của mình rồi. Thì chúng ta bắt đầu tịch rước, xin Chúa Thánh Thần xuống mỗi tâm hồn chúng ta, hướng dẫn chúng ta để chúng ta rước kiểu tôn vinh các thánh với một lòng đạo đức sâu sắc để đem lại cái ý nghĩa ơn đức thiêng liêng cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thân biếng hồn con ban xuống cho con hồng ân tràn trước trao dồi cho đám ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi nào quay nghe lời con tiếng xin tất cả các anh đã được phân công kiêm kiệu, chúng ta sẽ lên kiệu, chúng ta sẽ đứng vào vị trí của kiệu. Xin tất cả những ai đã được phân công kiêm kiệu, chúng ta sẽ lên đứng vào vị trí của kiệu. Xin chúng ta bắt đầu cuộc rước. Xin cờ hội thánh chúng ta sẽ đi đầu và sau cờ hội thánh là hai hội trống của Thank you.
Thank you.
tôi chịu lễ và giữ ca Chúa Nhật các ngày lễ buộc các đấng đã trung thành giữ mời điều răn Chúa sau điều răn hồi thánh và đã cho xa tôi trong Đức Mẹ Maria. Xin dạy chúng con biết sống làm người công giáo tốt, xứng đáng làm con cháu ca đấng lễ ca thánh từ đạo Việt Nam. Giờ ca đấng đã suốt đời can đảm giữ vững đức tin, thương quý hy sinh theo Chúa đến cùng và đã đổ máu mình ra làm chứng cho Chúa, cho đạo xin cầu cho chúng con được hơi được ca đấng và hết lòng yêu mến đạo thánh Chúa, chăm chỉ học hiểu và thực hành lời Chúa, luôn trung thành làm việc bổn phận hàng ngày để giờ chết. Thank you.
Và như vậy, chúng ta xứng đáng là con cái Chúa, chúng ta cũng xứng đáng là con cái các thánh từ đạo quê hương. Cho dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa xin ban cho chúng con một lòng tin vững mạnh, để chúng con thật tình gắn bó với Đức Kitô, con một Chúa, như các thánh từ đạo quê hương chúng con, Thánh Martino Thọ,
Thánh Gioan Bautista còn cha Thánh Ngân, cha Thánh Nghi, cha Thánh Thịnh. Xin Chúa cũng nhận lời Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con sống thế nào để muôn dân nhận biết Hội Thánh chính là bí tích cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sự đồng tế của Đức Cha Giuse Giáo Phận Thành Hóa và quý cha trong giáo phận.